con sao? Con sao? Con nói coi. Giờ con muốn gì? Giờ con muốn về đâu? Về ba. Phải không? Ba con ở đâu? Ba ở đâu? Ba ở đâu? Mình nhà mình ở đâu? Con nói mày nghe coi. Ba gì? Nhưng mà nhà mình á, nhà mình ở chỗ nào? Con nói mày nghe coi. Ở bang nào? Của Mỹ, bang nào? Con nói đi. Michigan. Nói lại coi. Nói lại coi, mình nhà mình ở bang nào? Chay đi, chay là chay chay đi là giang hồ của tiểu bang nào? Hả? Nói Michigan. Nói đi. Nói chay đi là giang hồ giang hồ bang nào? Hả? Cái bang nào đây? Con nói đi Michigan. Nãy nói chuyện Michigan mắc cười đi. Giờ muốn giờ đi về nha. Giờ đi về nha. Đi đi về, đi về ở với ai? Với mẹ. Với ai nữa? Chỗ ba. Con có nhớ ba không? Nhớ ba nhiều không? Nhớ ba nhiều 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 cỡ nào? Diễn tả cho mẹ coi, nhớ nhiều cỡ nào? Nhớ nhiều cỡ nào? Nhớ nhiều bằng cái núi không? Nhớ nhiều bằng cái sông, cái biển không? Rồi ơi. Thôi giờ đi về nha. Bye bye ngoại đi. Gì? Gì lấy đồ đây phải không? Lấy đồ. Lấy đồ đi, con lấy đi. Đâu lấy à? Mà bây giờ đi về thì ok rồi, mà bây giờ nhà mình ở tiểu bang nào? Michigan. Đúng rồi. Hay quá, giỏi. Michigan. Nhưng mà nhà của chú Năm với thím Năm là ở tiểu bang nào? Mình đang ở tiểu bang nào đây? Con nói là Chicago. Chicago. Đúng rồi. Còn nhà mình ở tiểu bang nào? Nhà mình ở bang nào? Nó nghe coi, nhà mình ở bang nào? Nói đúng mới cho về, còn không đúng không cho về. Nhà mình ở bang bang quản trị. Nhà mình ở bang nào? Bang trốn nữa, trốn camera nữa. Nhà mình ở bang gì? Nhà mình ở bang gì? Nhà mình ở bang gì? Gì trốn trời. Chày à. Nhà mình ở bang gì? Nhà mình ở bang gì? Mít gì? Mít tu nữ. Nhà mình ở bang mít tu nữ thôi chay. Chi gì? Chi gì? Chicago. Chicago. Còn nhà mình ở bang mít gì? Mít tu nữ. Nói đi ca nha, nói mít tu nữ. Wow. Nói mít tu nữ đi chay. Chay là đại ca của bang mít tu nữ. Chay là giang hồ bang mít tu nữ. Mít gì? Wow, ai mua con á? Ai mua? Mẹ. Mẹ tiền nào mua? Mẹ tiền. Mẹ có tiền không? Được. Mẹ có nhiêu tiền? Money. Mà mẹ có tiền, mẹ có bao nhiêu tiền? Mẹ có bao nhiêu tiền? Ê, không được cộng. Mẹ có bao nhiêu tiền? Hả? Bà ngoại có tiền không? Dạ không. Bà ngoại không có tiền hả? Mẹ với bà ngoại ai có nhiều tiền hơn? Mẹ. Bà ngoại với mẹ ai có nhiều tiền hơn? Nói lại coi, bà ngoại với mẹ ai nhiều tiền hơn? Nó lao quá. Nó biết mà nó nói ngoại mẹ nó có tiền nhiều hơn. Ngoại với mẹ, bác nghe con hỏi là biết rồi. Là biết nó biết không? Chay. Mẹ với ngoại ai tiền nhiều hơn? Mẹ. Ngoại với mẹ ai tiền nhiều hơn? nó chọn cái con người mà ở đằng sau á. Chay à? Chay là giang hồ mít gì? Chay là giang hồ mít gì? Chay là giang hồ mít gì?
Chicago. Chicago đúng rồi. Chicago. Còn chay là giang hồ. Giang hồ bán gì? Ơi, chay là giang hồ bán gì? Mít gì? Dũng dũng. Mít tú nữ đó đi chay. Nó lớn lên mít tú nữ. Trốn mà nó trốn cô chú đó. Nó mít tú nữ mày nghe coi, nó mít tú nữ coi. Mít tú nữ. Nó đi mít tú nữ. Nó đi mít tú nữ. Mệt chay quá không nói thôi đi về. Hello. Chay là giang hồ bán gì? Cúc cu rồi nữa. Cúc cu. Mà chay là giang hồ. Bà ngoại đang ở bang gì ta? Ngoại ở bang gì? Ngoại ở bang gì? Mitch chi gì? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Thấy chưa, ai mượn con đập rành mạnh quá đau gắng chịu. Mẹ. Mẹ làm gì? Mẹ sao? Coi chừng ngồi té. Mẹ. Mẹ vô phạt. Hả? Vô phạt. Ủa cái lưng thơm quá. Em cái gì con? Ồ ồ ồ gì nước đâu vậy? Rồi nước ở trong cái bình này nè. Đây nè, cái nè, ăn nào water nè. Nước ở trong ăn nào water nè. Rồi, cầm đi. I can't. You can't? Rồi bây giờ con đi đâu vậy? Con, bây giờ con đi đâu vậy? Đi về hả? Trời ơi, bây giờ 11 giờ khuya rồi, con mở cửa đi về kìa cô chú ơi. Ủa, cô có ơn bà ngoại chưa? Ơ, bà ngoại, bye bye, bà ngoại, bye bye, Bella, bye bye, Su rồi mới đi về chứ. Bye bye. Đi vô, bye bye, ôm Su, ôm Bella, see you next time. Ôm Su nghe hằng nói, trời ơi, hung cái nữa, trời ơi, chạy về nghe Su. Bye bye, Su. Rồi, bye bye, ngoại nghe. Giờ nè, giờ là 11:30, 13, 15 phút tới khuya tối này nè, nó đòi đi về nè, đi, đi về. Ủa còn thiếu gì nữa không? Mommy. Còn thiếu gì nữa không? Thiếu gì? Mama water, Anna water. Oh, do Anna water, à, thiếu chai nước. Rồi, rồi. Cầm. Mommy, hold it. Mẹ cầm giùm con hả? Mommy, put in the pocket. Ủa, bỏ túi hả, bỏ túi mẹ hả? Ôi trời, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, kéo ra, kéo ra. Kéo ra. Ôi trời, đúng rồi, bỏ chai nước vô túi mẹ. Rồi túi đó đâu cần bỏ gì đâu. Bỏ điện thoại vô túi hả? Để điện thoại vô túi sao quay cho cô chú coi được. Tôi ra đây. Để tôi điện thoại tôi cầm kệ tôi. Nhiều chuyện. Tất cả còn đứng đó, đó coi iPad mà vậy đó coi còn đời đời gì iPad. Cái gì nữa không? Điện thoại. Điện thoại ai? Điện thoại. Điện thoại mẹ là điện thoại nào? Điện thoại này. Trời ơi. Nó biết điện thoại nào của mẹ nó luôn. Ông ơi, rồi bỏ túi điện thoại, bỏ túi điện thoại. Rồi bỏ túi đi. Rồi, còn thiếu. Hai. Thiếu gì nữa không? Hai cái điện thoại rồi, đủ rồi. Còn thiếu gì nữa không? Đủ rồi. Đủ rồi. Đủ rồi hả? Còn cái laptop làm sao? Ừ. Cái MacBook của mẹ thì sao? Ừ. Còn mắt, cái MacBook ở trên bàn nè. Lấy MacBook về không? Dạ. À, để cho ông ngoại. Để chờ ông ngoại về hút ngoại rồi nữa chứ. Ừ, bây giờ ông ngoại về hút ngoại nữa chứ. Ừ, không. Chay, mẹ đang uống gì đây? Qua. Mẹ uống gì đây? Saffron. Saffron, tiếng Việt là gì? Saffron. Saffron là tiếng Anh mà tiếng Việt là gì? Smell it. You wanna smell it? Ngon không? Ngon không? Cho cô chú biết coi. Ngon phải làm sao? Đúng rồi. Uống nữa kìa, thấy chưa? Tại vì có cô chú hỏi nhiều hoa ngày Tây có đắng không? Không có đắng, không hề đắng y như nước lạnh vậy đó. Cháy, cái này tiếng Việt là gì? Nói. Bảy. Saffron là tiếng Anh, còn tiếng Việt là gì? Đúng rồi, nhị hoa nghệ tây, thấy chưa ngoại? Còn mà nói cô chú mua nhị hoa nghệ tây, gọi cho mẹ số điện thoại nào? Nè. Gọi hello nhưng mà con nói nè, 248. Quay qua đây đọc số điện thoại cho cô. 248. Đây nè, thôi, bye bye ông ngoại đi về. Ủa, chú Toàn.
Đây, cái tòa nè. Bên kia, đây rồi, nè, bà nè. Đây rồi. Mai đi thăm khám sau ra. Bây giờ thể hiện ra ấn tượng. À gọi cho ngoại, gọi cho mẹ số số điện thoại đó hả? Gọi mẹ số mấy? Bấm rồi, bấm số điện thoại mẹ cho cô chú coi số điện thoại mẹ số mấy. Rồi bấm đi. 248 495 3245. Nói 3245. Lại lên đọc lại coi. 248 rồi bấm số điện thoại đây nè, đây nè, bấm số điện thoại đâm đây nè, chỉ cho. Ở đâu nữa bé gái, còn đâu nữa đâu, con đâu thấy đâu. Nói chị Mona ngồi xuống đi, em làm tóc cho. Không, chị không có, không có chịu, con chị không có chịu là con làm tóc. Trời con. You wanna do my hair? Ok, do it. À trời đất ơi. Rồi làm đi. Rồi làm tóc cho mẹ đi. Ê cô chừng đá cái lấy cái tô nghe không? Oh. Còn sao? Mommy. Thiếu gì nữa? This one. Trời ơi, con làm biến chị Mona đó giùm em cái đồ sấy tóc cho chị Mona, nguyên hộp đó đó. Nguyên hộp đó luôn. Đúng rồi. Nào làm tóc mẹ coi. Đó, chị lấy cho con kìa. Ui xa. Rồi con nói cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Đúng rồi. Thấy đủ rồi. Máy sấy nè hả? Nó lấy gì nữa? Ui trời, chị mới vừa ăn hết tô bún luôn á cô chú ơi. Lại đem lại đem, mẹ mở cho. Đem lại đem, mẹ mở cho. Ui. Máy sấy tóc là đầy đủ nè. Ôi dạ. Máy sấy tóc mày sao khó lấy ra dữ vậy trời? Lấy ra. Lấy ra khó quá vậy? Mày open hay à? Cái gì? Đấy. Để đâu? Để xuống đó rồi chơi làm tóc cho mẹ nha chưa? Rồi, bây giờ làm gì? Tóc rồi, con tự làm tóc cho con đi. Ui trời ơi, nó kéo tóc mày thẳng quá. Ui trời ơi, nó kẹp vô như chuyên nghiệp không? Trời ơi, chuyên nghiệp dữ trời. Ui da. Yeah. Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Be nice. Be nice. Be nice. Nó thường nói với Ngọc vậy, giờ Ngọc nói lại. Nhẹ thôi, đau, đau, nhẹ thôi. Mommy, chú sao vậy? Sao vậy? Nó nói mẹ đừng nói như vậy. Có được đó không? Ủa sao con nói với mẹ, giờ cũng ba con mẹ, con không cho mẹ nói. Con vô lý vậy. Ui chào, ui nhẹ, nhẹ thôi, nhẹ thôi. Be nice, be nice. Ok. Ôi chào. Ôi chào ơi, con được con gái chảy khóc thì đó là còn điều gì nói cho đàn bằng đó ra trời. Cuộc đời tôi sẽ sung sướng dữ trời được con gái chảy tóc. Princess đẹp hơn. Wow, của chị Mona đẹp kia chưa chay? Cái gì vậy? Con bé. Con bé sao?